Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp mọi người trong livestream của DK ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có một bạn khách hàng rất là xinh đẹp. Em ơi, em có thể cho chị xin tên và em đến từ đâu không? Em tên Trang, em đến từ Hải Phòng. À, Trang đến từ Hải Phòng. Trang ơi, em cho chị hỏi là lý do vì sao mà em lại tìm đến DK và lý do vì sao mà em lại muốn thay đổi cái cặp lông mày của mình nhỉ? Tại vì em cũng tìm hiểu nhiều ấy, em thấy chị làm cho rất là nhiều người nổi tiếng. Em biết đến chị. Thế cái lông mày cũ của em như nào mà em lại không ưng nó mà em lại muốn sửa nhỉ? Nó không hợp với em lắm. Nó nhạt. Trước kia là em là full đúng không nào? Full nữa, không phải là lưỡi sẽ. Sau khi mà đến DK thì em đã được tư vấn là hút cái mực full cũ đi và sau đó thì mình mới làm sợi đúng không? Thì Trang ơi, trong quá trình mà em hút mực sợi lông mày, hút mực lông mày thì em cảm thấy có đau đớn, khó chịu hay như những mọi người hay thắc mắc là bị sợ bị sẹo cháy lông gì không? Không, em thấy hoàn toàn bình thường. Không bị như kiểu các bạn nói bong chóc ấy, nhưng mà nhà mình không bong chóc gì. Và sau khi hút xong là em có thể đi chơi trang điểm thoải mái đúng không Trang? Hôm nay thì em đã được làm lông mày mới thì cái cảm nhận của em trong cái quá trình mình làm lông mày thì như thế nào, có như em tưởng tượng không? Không ạ. Tức là lúc đầu em nghĩ là sẽ đau đau giống kiểu phun ấy. Nhưng mà đến đây thì không thấy đau. Không thấy đau mà lại còn nhanh đúng không? Nhanh luôn ấy. Và sau khi mà làm xong một cặp lông mày mới hoàn thiện như này thì Trang cảm thấy như thế nào? Có hài lòng không? Em cảm giác rất là ưng ý. Cảm giác rất là ưng ý đúng không? Chị nhìn rõ đấy, cái sự ưng ý trên khuôn mặt của Trang, bởi vì là bản thân Trang là một bạn gái rất là xinh. Khi mà bạn em muốn xử lý cặp lông mày cũ thì cái cặp lông mày cũ của bạn dáng rất là ngang và thực sự nó khiến cho khuôn mặt của bạn Trang nó bị to ra, nó không mềm mại. Thêm nữa là mực full thì nhìn trong khuôn mặt của em rất là cứng, và sau khi mà sử dụng công nghệ sợi hair shock thì nhìn khuôn mặt của Trang rất là mềm mại và mình đã chỉnh dáng cho nó cong hơn để khiến khuôn mặt Trang mềm mại và hài hòa hơn, và nó cũng khá là trend bây giờ, mọi người cũng đều thích dáng cong tự nhiên ấy. Sau khi mà làm lông mày xong thì Trang sẽ cần đợi khoảng tầm 7 ngày, 5 đến 7 hôm để lông mày bong và đợi màu ổn định nhé. Sau 2 tháng chị sẽ mời Trang qua kiểm tra lại, và như các bạn đã nhìn thấy thực tế cái cặp lông mày của Trang sau khi mà mình xử lý thì lông mày sợi rất là mềm mại, rất là tự nhiên. Với cái công nghệ sợi hair shock này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái đậm nhạt, cái hiệu ứng để khiến cho cái cặp lông mày của mình dày dặn mà vẫn tự nhiên, lông mày không sợi không bị dày xít đặc lại như những cái công nghệ cũ, nhìn trông rất là thoáng và nó có cái hiệu ứng siêu thực, nhìn trong cảm giác lông mày của mình nó dày từ bên trong tỏa ra bên ngoài rất là đẹp. Và hy vọng là Trang sẽ cảm thấy hài lòng khi mà thử sử dụng dịch vụ tại DK. Em có đôi lời nhắn nhủ gì với mọi người không? Em rất là hài lòng, em mong là mọi người là nhanh đến với chị. Cảm ơn em rất là nhiều nhé. Mong rằng sẽ được đón em và những bạn bè của em trong những lần tiếp theo nhé. Thank you Trang rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.